Thôi thì cũng cảm ơn Vinh Hường đã diễn giải cái đề tài của cháu đưa lên. Thôi thì để liên tục cái chương trình thì hai câu này của đồng đạo Hai Phong mình ở huyện Tháp Mười nha. Còn hôm nay trở về cái huyện Tâm Nông để hỏi ông Mười hai câu. Tay hạ bút viết bài chung cuộc, ai rõ lòng con cuốc khởi khiêu. Đồng đạo mình hỏi vậy chứ ai hạ bút mà viết cái bài này, mà bài chung cuộc là bài gì? Rồi ai rõ là một con cuốc khởi khiêu, mà nó khởi khiêu cái gì? Mời ông Mười diễn giải cho giám chủ cũng như đồng đạo mình ở đây nghe chung ủng hộ cho đồng hết ta cái đề tài thứ hai hôm nay đi. Dạ, cảm ơn. Mời anh. Chú Hai Phong này là người ở tỉnh Bình Long. Thôi bây giờ đây chú liên tục hỏi qua cái hai cái đoạn giảng của Đức Thầy. Tai hạ bút viết bài chung cuộc, ai rõ lòng con cuốc khởi khiêu. Đọc vậy rồi lần sau giờ đọc đã cỡ lại một phần nào để mình nghe qua cái bài nhẹ đâu nha. Thì lúc bây giờ thầy nói rằng luồng thanh điển nhón qua như chớp, chuyển căn tiền nhắc lớp người xưa. Phật tiên dẫn chuyển lọc lừa kiếm con hữu quốc mà đưa trở về. Ôi thảm khổ muốn về sống dậy, dòm tinh trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sáng vật tiền nhiên, thành thông biến quá dư miền trung ương. Rồi một môn đầy quỷ vô thường, giấc hồn cả bạo thiên dương được trực. Nhìn xa nước mắt rưng rưng, thương đời mấy mũi cái trầm lưng vài hoài. Mới đến cái câu là tai hạnh phúc viết bài sinh thiệt, ai bỏ đồng con cuốc khỏi tiêu. Cái này là từ ngữ này nó không tha cuốc trong cái thành ngữ điển tích, đã có viết được cái câu của thầy viết. Tai hạ bút viết vào chung cuộc, mà chung cuộc là gì? Mà ai rõ lòng cái con cuốc ngoại kêu con cuốc ra làm sao mà nó kêu là có ý gì? Thầy dùng cái sự diễn lý nói cái ý của thầy đó trong thầy cái bài của con cuốc. Thôi bây giờ tôi trình bày mấy con này cũng ít ai hỏi nữa. Bây giờ cái chữ tai hạ bút là thầy dùng cái chỗ là bút thần linh nó mượn mực tai đề. Cái bút của thầy viết đây là bút thần, hạ bút thần thơ đã đề khai nó miễn nhất thôi đầy dân thao nhã. Thành ra hôm nay thầy hạ bút thầy viết là bút đó kêu là bút thành. Tay hạ bút nó viết bài chung cuộc là nói qua cái thời kỳ hạ môn nó kết thúc rồi. Chỉ chung cuộc là nó kết thúc của cuộc đời đó, thầy nói hết rồi. Một hạ môn lòng dạ đổ dời, bây giờ khổ não nó tới đời lại đây. Cái lòng dạ của con người thời này nó hay dời ở đổi lắm mà, nó không có được ở một chỗ đâu. Cho nên thầy dùng cái danh từ này để viết cái bài chung cuộc rồi nói rằng cái cuộc hung dữ của thế gian này, thế gian ít kẻ làm hiền, nhiều người tàn bạo làm phiền quá công và phiền cái ông trời. Cho nên từ đó hôm nay ngài mới dùng cái danh từ này, nó nói là đến ngày giờ thượng thiện đới đã quỷ diệt rồi, thì ngày giờ tiêu diệt rồi. Cho nên nói qua hai lần ở trong cái giáo lý Phật giáo Hòa Hảo trong bốn quyển Đức Thầy viết ra, một là cái quyển Giác Ngay Tâm Kệ, hai là cái quyển ba của Đức Thầy viết qua vấn đề cái sự chung cuộc, nghĩa là cái ý nghĩa tiêu diệt cái đời hạ quan đây. Thì do nơi Đức Thầy mới hạ bút viết cái bài đó. Bây giờ cái câu thứ nhất đó là trong quỷ Giác Mê Tâm Kệ, lời chân chính trần hay bỏ liếc, mãi lo làm nó hung hiếp người hiền, mà làm cho Ngọc Đế thiên thiền muốn trừng trị trần gian thảm thiết là vũ sổ. Đức Phật Tổ tâm ngài nhất viết câu Ngọc Hoàng để Phật giải trần, nên ra kinh cơ giảng nhiều lần mà lê thứ chẳng cần xét đến. Đó là cái câu đó, câu thứ nhất. Câu thứ hai ở trong quyển ba của Đức Thầy là chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh Dương có đứng không ngồi, xót thương đê thứ mắt hồi nhắc trưng trước đền mắt ngọc lưỡi trinh. Quý yêu bá tánh biết chừng nào vui, làm sao cho giải được vui, cúi đầu quái hạch cầu xin cứu rằng. Lời khuyên xưa cũng một lần, nay mượn sắc cành chúng đức đa ca. Vậy là hai lần á, hãy nhắc lại đây là cái cuộc quỷ diệu của Thượng Đế rồi. Cho nên từ đó hôm nay đó, trong cuộc một hồi sư giải mắt may đó, nghĩa là nỡ nào sai giết dẫn dân để cho bá tánh tôn thân lúc trời có nó nhập. Đó, khuyên cùng Ngọc Đế chớ hờn chúng sanh, để cho Phật dạy làm lành, chừng nào chẳng đặng sẽ hành định căn. Trong mùa một hồi Đức Phật Tổ cũng khuyên Thượng Đế là xin đừng buồn giận chi để cho Phật ra đời. Vậy nên từ nay Đức Thầy ra đời đây là cái cuộc đại xá, nhờ cái cuộc xin quản lại của Đức Vua Minh Vương và Đức Phật Tổ ca. Cho nên từ đó ngày mới quản lại, trong thôi ngày tiêu diệt 2000 năm đó là tiêu rồi, nó có hết rồi đó. 2000 năm cảnh thế đến nơi định thời đó hết rồi. Thì thôi bây giờ chúng tôi trở lại vậy, thì ta hạ bút viết bài chung cuộc, ngày đó cái sự kết thúc của cuộc đời rồi, cái hạ quan hết rồi. Vậy nên từ đó mở đầu trong cái quyển nhất là hạ quan này đã hết đời, là chỗ đó nó cô bác hết. Bây giờ đến cái câu thứ hai, ai
rõ lòng con quốc khỏi kêu. Bây giờ ở đây trong cô bác anh cho em biết là cái con quốc á, là nói cái tiếng Việt Nam mình, mà cái con quốc là chỉ cho miền Bắc, cái tiếng trại của miền Bắc ta dùng cái con quốc. Nhưng mà cái con quốc này nó kêu vào cái mùa hạ, là cái mùa hè đó cô bác, vào mùa hạ. Ở đây lịch sử Việt Nam có chép nó có hai ý. Cái ý thứ nhất là dân tộc Việt Nam đã bị đô hộ của Pháp rồi, cho nên từ đó hôm nay thầy muốn nhắc qua cái sự tích của cái con quốc này. Là ngay trong cái thời điểm mà Pháp đô hộ đất nước Việt Nam, cho nên thầy mới ra đời đúng vào cái mùa hạ, là cái ngày mở đạo này, 18 tháng 5 năm Quý Mão. Thì vua Thục Vương, Thục Vương ở nước 18 đời vua đó, là vua Thục Vương là thứ vua thứ 6 của thời kỳ 18 đời vua. Một hôm đã bị thủy tai đi, thủy tai này nứt lục đó, cho nên mấy là cùng với thân tộc đi tị nạn ở ngoài đảo. Thì lúc bây giờ đó, sau khi cái nước thủy triều đã giật rồi, đã kéo ra hết rồi, thì vua và tất cả thần dân trở về nước, thì không may lại là gặp thừa tướng Khang Minh lại là nắm lấy chính quyền, nắm lấy cái quyền hành ở của đất của vua, sống lấy của vua đi à. Cho nên đức vua rất đau buồn, trở về đã bị định thần tặc tử sống lấy của vua rồi. Cho nên từ đó ông vua mới thất tình đi, ông đau không mang cái chứng bệnh tương tư, mà tất cả những lương y điều trị đều là vô hiệu quả, cho nên đức vua khi chết rồi linh hồn không tăng, nó quá thành cái con cuốc, quá thành cái con mất này này, hằng đêm kêu rỉ rả vào cái mùa hạ của bác anh, than thở rằng đất nước Việt Nam không vậy là đất nước của ông đã bị mất rồi. Cho nên từ đó hôm nay mới có cái danh từ là ai gõ lòng con cuốc khỏi kêu. Nếu nó khỏi kêu là đất nước cũng mất, mà nó kêu là đất nước mất rồi, ám chỉ cho cái linh hồn của vua Thục Đế thứ 6 của thời kỳ vua Hùng Vương khi xưa đã mất nước, cũng như đất nước Việt Nam hiện cái tình thầy ra đời mở đạo là đất nước Việt Nam đã bị thôn tính rồi, đã bị đất người Pháp thôn tính rồi. 21 tỉnh miền Tây đều phải giao lại cho cái thời kỳ Pháp thuộc hết. Cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy dùng cái danh từ nhân cách quá để nói lên cái sự mà đất nước Việt Nam đã bị nói cái con quốc kêu là nói lên ảnh hưởng của đất nước Việt Nam đã bị mất rồi. Nhưng mà cái đó là cái nghĩa thứ nhất. Cái thứ hai đó, thầy ra đời mở đạo ngay thời mùa tháng, tháng nữa là năm đây nè, 18 tháng 5 năm Quý Mão, là ngay trong mùa hạ đó, mùa hạ mùa hè. Bây giờ bà con mình đếm cũng có phải không nha. Tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 là mùa xuân, tháng 4, tháng 5, tháng 6 là mùa hạ. Rõ ràng là cái mùa hạ đó, cái ngày giờ của Đức Thầy ra đời để kêu gọi lên một tiếng đó là mỗi người nên tỉnh giấc năm tha. Hôm nay đó đại đồng trung đạo quan ngân cho người say ngủ cho tỉnh lần giấc mê. Giờ đây ngài đánh lên một cái tiếng chuông và kêu gọi mọi người nên thức tỉnh lo tu hành. Chúng ta chỉ có còn ngày nay thiết phục đủ say, ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho. Giờ đây cái cuộc thế cuộc đã thay đổi rồi, giờ đây chỉ có cách là chúng ta ráng lo tu để rồi nhờ ơn Phật trời cứu độ thôi. Tu hành sao được đức ân, nhờ trời ban bố cho gần Phật tiên. Cho nên từ đó chỉ có tu thôi à. Cho nên nay trở lại cho đời đủ kiệt, hãy tu nhân chớ phá tranh giành. Tuy nghèo hèn mà chiếc châu thanh được hồi phục, cho nhờ ơn chư Phật. Giờ đây chúng ta chỉ trở lại cái đường tu à. Mặc ai tranh luận đấu tài, kim nhân danh hải miệt mài chữ tu. Giờ đây chúng ta chỉ có vấn đề tu tập và thôi à, chứ không còn cách nào hơn. Cho nên thầy mới là dùng cái danh từ này để giao danh từ cao từ ẩn ngữ để kêu lên, để nói lên chứ. Nghĩa là cả kêu lớn nhỏ hòa dìa, trên hòa dưới thuận chớ lìa chớ thân. Giờ đây ngài kêu lên tiếng kêu lớn như vậy đó để cho lấy cái tinh thần đoàn kết của Phật giáo hòa hảo, và đồng thời chúng ta hỗ trợ lẫn nhau trong cái đường tu tập để đến cái ngày viên mãn tới đây. Cho nên thầy mới ẩn từ hai cái từ ngữ đó là con quốc, để nói lên hai cái từ ngữ. Vậy thì ai hạ bút viết bài chung cuộc, ai rõ lòng con quốc khỏi kêu, thân thùng dẫn bỉ chớ kêu, kêu lưu câu giảng mà danh nêu rất thấp tục. Giờ đây thầy câu giảng tới đâu, lưu hành tới đâu thì thầy cũng truyền bá giáo lý Phật giáo và họ hết sức là sâu rộng, càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời của tông. Thôi thời giờ có hạn, chúng tôi trình bày theo cái đúng chú giải thiếu phần bình, và đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà. Thôi thì cũng cảm ơn anh mười tiếp cái đề tài lần này của đồng đạo Tư Nguyên ở huyện Cao Lãnh. Bữa nay cái huyện Tháp Mười với cái huyện Cao Lãnh về cái huyện Tâm Nông để rồi hỏi huynh mười nói vậy, chứ cái huyện Cao Lãnh với cái huyện Tháp Mười nó ở đâu xa, nó ở trên 15 chứ đâu có đâu mà xa ha. Rồi cái đồng đạo này đưa lên hai câu: ru con buồn ngủ chưa mê, tầm đời lên
tầm tầm đời lên ghé chợ dê phát chùa. Trời ơi, ru buồn ngủ chưa có mê là mới có nhắm mắt lại để đó ăn sau đó. Rồi để đó. Rồi tầm đời lên ghé chợ dê phá chuồng. Lên kén như thế nào mà phá chuồng là như thế nào, dê nó phá chuồng như thế nào. Ông giải lấy cái từ ngữ này cho giám chủ cũng như bà con mình ở đây nghe chung ủng hộ cho là có tay lớn đi bà con. Dạ. Mô Di Đà Phật. Mời anh. Quý vị để ý nghe kỹ coi mấy cái đoạn giảng này là hoàn toàn tôi cũng đi nhiều chỗ nhưng mà đâu có ai, ít có người đưa lắm mà có. Thì sở dĩ hôm nay quý vị thông cảm, mặc dù cái hội trường chúng ta tuy ít nhưng mà rồi chúng ta nghe những cái thông tin tiếng kệ sẽ như là từ trước tới giờ đó cũng ít có ai đưa lên để có phần ghi chấn ở trong cái YouTube. Thì thôi sẵn cái dịp này chúng tôi trình bày theo mấy cái câu của đồng đạo Quách Thoải đó để mình nêu lên thì chúng ta cùng nhau trao đổi. Vậy thì bây giờ đọc lại cái phần mà ru con buồn ngủ chơi mê tầm đòi lên kém sợ chi phá chuồng. Phải đọc ngược trở lại một cái đoạn văn nữa coi cái đoạn văn này nó nằm ở trong quyển nào đây. Bữa nay nhằm lúc trung trăng thu, tuyết trời ảm đạm mịt mù, gió mây mưa cùng lát đát dược đượm bay. Canh tàn thơ thẩn thân thầy bơ vơ, trung chiêm tạo hóa thờ ơ, đưa người lương thiện lỡ bờ xa quê. Rồi mới đến cái câu là vua con buồn ngủ thương nghe tầm đòi lên kén sợ dây phá chuồng. Thưa quý vị, cái bài này trong nồi cúng hồng mà một cái cô bác trong này là có hai bài cúng hồng nha, cúng hồng một cúng hồng hai, mà cái bài này nó nằm trong bài cúng hồng một. Hai bài gồm lại chỉ có 58 câu thôi, 58 câu đồng nào chỉ đưa ra hai câu là vua con buồn ngủ thương nghe. Bây giờ chú chú kêu nữa gì vậy? Nó kêu dữ vậy thầy. Vậy vậy thì giờ đây chúng ta thấy được cái ru con là ý thầy dùng cái lối nhân cách quá để nói cho người mẹ mà đưa đứa con trên dòng, rồi ru con một cái tiếng hát để cho đứa con ngủ trong giấc mộng lâu dài. Nhưng mà không phải vậy đâu. Nếu nói về sự thì đó là nói như vậy đó, nhưng mà nói về lý thì thầy dùng cái phương pháp ru con ám chỉ cho đem giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo đây để mà nói lên cho mọi người say mê trong mà có giúp sang thành tiên. Cho nên thầy mới dùng cái chỗ là người con chưa say mê trong giấc vọng đạo lý mà trái lại bị dở dang rồi. Cho nên thầy dùng cái lối nhân cách quá mà nói là sai việc thành tiên đó, thì rất cuộc đời sai câu diệu lý đó. Hỏi nhiều người ơi, say mê tiên cảnh ôi thanh nhã mà sai thể trầm đoàn mới thảnh thơi, ám chỉ cho cái cõi sai mà chúng ta còn sai xưa trong cái ngũ dục đó là sai nó bị đọa. Còn sai của thần tiên đó là chúng ta sai về vấn đề lý đạo đó các bác. Người ta xưa sai xưa về đạo lý đi. Thầy mới có năm 1939 truyền đạo đến cái năm Canh Thìn 12 tháng 4 năm Canh Thìn thì kế lại người Pháp đã lưu cư với thầy rồi. Cho nên thầy tiếp thai cho cái thời gian mà thầy cứ truyền bá đạo lý ở nơi tổ đình chưa được bao lâu, cũng như người mẹ ru con chưa sai được cái giấc ngủ nồng nàn trên một cái chiếc võng mà trái lại người Pháp đã dời thầy đi rồi. Cho nên thầy nói ru con buồn ngủ mà chưa mê là ám chỉ chưa chưa sai xưa giấc mộng có đạo lý mà trái lại là tầm đòi lên kén mà sợ dây nó phá chuồng. Câu thứ hai được liên tục đáp lại cái câu thứ nhất. Vậy thì tầm đòi lên kén là cái con tầm đó đã tính lúc nhã tơ rồi, cái cơ hội nó ăn những cái cỏ non và ăn những cái nơi mà chủ đã nhà chăm sóc rồi, để đến cái lúc nó đã lên kén rồi, nghĩa là nó xả thở để sơ lòng để đền ơn cho chủ rồi. Nhưng mà nó chưa gặp được cái cơ hội mà thuận tiện, nên vì lẽ mà đến cái câu kết chót là gặp dê nó phá chuồng, sợ dê phá chuồng, sợ dê phá chuồng. Mà bây giờ cô bác anh cho em biết nè, chữ dê nó là ám chỉ cho cái tuổi mùi mà tuổi của đức thầy đó sanh vào ngày ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi. Của bác ấy có phải là tuổi mùi không? Hay là tuổi mùi đó. Cho nên cái câu từ ẩn ngữ này ám chỉ cho người Pháp đang sợ đức thầy, đang thợ chức thầy huy động một số rất đông như vậy đó để chống lại cái bộ máy cai trị của Pháp đi. Cho nên từ đó hôm nay đó tầm nó sắp đòi đến chén là người đã sắp chọn được phương pháp hành đạo ở nơi cái đại gia cư sĩ tu tập riêng mình rồi, mà bắt đầu Pháp là cũng đang chờ đợi, đang sợ quy hoạch của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo quá đông đi, rồi có cơ hội để rồi chống lại với bộ máy cai trị của Pháp thì nó trả ta hăng thiệt đi.
Cho nên từ đó thầy mới dùng cái danh từ này để nói là tầm đã đòi đến kén rồi. Nhưng mà có cái câu chót là sợ gì phá chuồng, là anh chỉ sợ thầy. Sợ thầy đã là truyền bá đạo lý của Phật giáo Hòa Hảo rồi, cái chương trình mà sống lại đây mình làm sao trở tay được. Cho nên từ đó hai cái câu sau được giải đáp, hai câu trước là nực cười cho lũ xoáy muôn, đem điều cai nghiệt mà phá cùng thuấn nghiêu. Hai cái câu sau đó là hai câu đó được đáp lại câu trước. Nực cười cho lũ xoáy muôn là ám chỉ cho cái tấp lan xa của thời kỳ pháp của nó, là những cái lòng người hung dữ thời kỳ bảo ác nhà Tần, mà so với cái thời kỳ pháp thuộc nó cũng như vậy. Xưa kia bảo ngược nhà Tần đem lòng hung ác giết lần dân nhu. Cái thời kỳ nhà Tần khi xưa đó, những ai có cái tài đều bị chung sống mà đó, chẳng lòng cho hiền thánh lung lay. Nhưng mà đến cái giờ này đó thì trái lại, thầy không bao giờ nán lòng để rồi truyền bá đạo lý đâu à. Cho nên từ đó hôm nay thầy vẫn đi và cương trực nói chuyện, là không bao giờ sợ một ai cả. Thầy nói nè, bao nhiêu những cái quy quyền thế lực áp lực của bảo chế thời này cũng ví như là dung phân cứu nước cho đạo không. Cho nên thầy ung dung trả lời với cái đoạn văn là chẳng làm cho hiền thánh lung lay, mà chỉ tưới nước cho dung phân cây quý. Thầy không sợ cái đạo của thầy đã mất đâu rồi, mà thầy vẫn ung dung nói chuyện nè. Tất cả các nơi không bao giờ sợ một quy quyền áp lực gì cả. Cho nên từ đó hôm nay đó, hai cái câu này được nói qua câu từ ẩn ngữ của đức thầy ra đời ngay trong thời kỳ pháp thuộc. Thì thời đang đó đó, cô bác A Chem, lúc bây giờ thầy đang đem đạo mà áp dụng vào đời, đi ngược chiều dòng đời. Cho nên từ đó nó có số người đó quy ngưỡng trở về quá đông đi, thành ra từ chỗ đó thầy mới viết cái đoạn văn là ru con buồn ngủ chưa mê, tức là lúc bây giờ chưa xa xưa vấn đề đạo lý mà tầm đội lên kén, tức là nó sắp làm phân sự của con tầm nhã thơ đã kết quả của đạo lý rồi. Nhưng mà bây giờ pháp nó bắt đầu mới sợ, là sợ dây phá chuồng, là sợ đức thầy. Thôi thời giờ có hạn, là chúng tôi lấy cái phần chú giải này nè, thiếu đi phần bình, và đến đây con xin hết. Nam mô A Di Đà. Uống nước đi. Thôi thì cũng cảm ơn huynh mời đã diễn giải cái đề tài của đồng đạo mình đưa lên. Rồi cái đồng đạo này ở địa phương của mình nha, nãy anh mới đưa lên đó, anh hai, mà nói vậy anh hai biết anh hai nào, nói lên tuôn anh luôn đi, anh hai đực mình á, ở xóm trên đó, anh đưa lên hai câu, âu sầu nức giọng liên thang, cách dân chẳng sợ hùm lan cứ gần. Hồi đó giờ ai có thấy hùm liên lan dám lại gần không, mà đức thầy nói mình cứ lại gần hoài đó, mà không biết hùm lan như thế nào. Ông Mười bữa nay bắt mấy con đó ra cho bà con mình đây nghe coi, vừa thấy rồi coi, ủng hộ cho làm hết tay được tài thứ ba hôm nay đi. Rồi ai có câu nào thì sẵn chuẩn bị nha. Dạ, mời anh. Mặc dù là ít nhưng mà có được mấy cái đề tài đưa trước thì cũng làm đỡ, nó liên tục nó tranh thủ thời giờ, chứ nếu không nó câu giờ nguy hiểm. Thì bây giờ giờ đây nó trùng bài rồi. Hai cái câu này nó trùng với cái bài khi nãy chúng tôi giải trước, là cái bài nó là như vậy rồi. Bây giờ phải đọc lại cái đoạn văn đó, âu thầu nước giọng riêng thang, tách dân chẳng sợ hùm lan cứ gần. Nãy cái phần này, cái phần chót của bài đến là như vậy. Bây giờ đọc lại cái khoảng có phải không à? Ai hạ bút viết bài trung cổ, ai rõ lòng con quốc khỏi kêu, thân khùng vẫn bị trớ trêu, thiêu lưu trôi giạt mà danh nêu khắp cùng. Ai giàu có thung dung thanh nhã, to lao đời sắc đá bình ga. Rồi mến cái câu là âu sầu nước giận thiên thang, tách danh chẳng sợ hùng lan cứ gần. Cái này là hai câu phần chốt của cái bài đến là như vậy. Thì quý vị với là đến nhận nghĩa là phần chiến sứ rồi. Có lẽ là ngày 29 tháng 4 năm Canh Đình 1940, cái bài này thì viết là 86 câu đó. Bây giờ đồng đạo đưa ra hai phần câu chốt. Vậy thì âu sầu nức giọng riêng thang, thầy nói đây là nói cái cảnh riêng tình than thở của đức thầy thôi. Cũng như trong cái bài phòng nhắn đêm kia đó vậy đó, thầy riêng thang trong cái cảnh mà cảnh đời lo lắng cực khổ, chỉ một thân thầy mà thôi, chứ ngoài đã không còn ai mà biết lo nữa. Đó, cho nên từ đó hôm nay thầy dùng cái chân từ này, âu sầu nức giọng riêng thang, là than thở của đức thầy. Cho nên từ đó hôm nay thầy mới dùng cái chân từ này để nói lên đó, cái câu chót là tách dân chẳng sợ hùng lan cứ gần. Tách là tách móc, mà hiện nay đó, cái thời kỳ pháp thuộc của quán cho em biết là có số người a tùng nụng bợ theo cái thời pháp thuộc đó,
Miệng theo có lối A vua, cũng theo có lối A vua, dạ con đốt biểu phá chùa Từ Bi. Cái thời gian mà họ đa trùng theo thời kỳ pháp thuộc đó không biết bao nhiêu của bác, những làm quan trường nhiều lũ quái cháo cáo xà, miệng thời độc hổ ý là xà lan, ý là xà lan, xà là rắn, lan là lan xoáy. Vinh quang đâu có vinh quang, tâm còn ích kỷ mà tánh còn hại dân. Cái này trong cái bài mà thầy viết đó, đó để nói lên là cái thời kỳ của Tất Lan Sa, cái thời kỳ pháp thuộc của số người đó a tùng để theo mà để hại đức thầy. À, cái tấp người này đó là cũng người dân Việt mình thôi chứ không phải là, không mà. Cho nên từ đó họ dùng cái danh từ bên ngoài nó nhân nó nghĩa vậy, cho bên trong họ dùng cái độc thủ để mà hạ, nghĩa là sát đức thầy của chúng ta rất nhiều đó. Cho nên từ đó thầy dùng cái danh từ là tất dân cảnh sợ hùng lan cuối gần, là chúng ta gần gũi những số người ưa a tùng ngưỡng mở để mà dứt voi về dài mã tổ này đó. Cái dạng này nó quá nhiều, đó là một ý. Cái ý thứ hai là hiện nay cái người tu đó mà chúng ta không có đánh giữ về lành, mặc dù bên ngoài chúng ta đã có quy theo tâm bảo rồi, nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành mà đánh giữ quy theo mấy ngày để tu hiền theo Phật đạo, mặc dù đọc hằng đến vậy đó. Nhưng mà có một điều là chúng ta nói đánh giữ chứ thật ra chúng ta gần giữ chứ không đánh giữ. Tại sao mà cái câu thầy nói vậy? Là vì thầy biết rằng hiện nay cái số tín đồ của giáo hòa hảo đã tu đó, thì chúng ta phải là biết được cái chỗ là xa, hãy lánh xa những cái điều hung dữ đó. Việc hung dữ hãy nên xa lánh, treo gương hiền đó, trao sữa làm người. Như vậy thì chúng ta biết được hiện nay đó, cái người tu bao giờ cái việc hung dữ chúng ta không dám lại gần. Nhưng có điều là mỗi khi mà chúng ta phiền não nhân ngã đối với những việc gì làm nó không vừa ý đó, đối với vợ con trong gia đình rồi tới đến đồng đạo không vậy, cũng nổi sân nổi bật lên giận dữ rồi mặt mày tía tai đỏ mắt này kia cái đó, mấy cái này hoàn toàn là cái tốt mà giữ cái hung dữ này nhập vô mình không đó cô bác. Cho nên trong cái sáu bảo đàn lúc lục tổ quỷ đang có phân biệt rằng lắm, là chân như tự tánh là chân Phật, tà kiến tam độc có thiệt ma dương. Tam độc là tham sân si, nó là ma đó, nó đậu nhập cho mình. Lúc tà mê thì ma tại thân nương, mà khi chánh kiến thì Phật thường tại thể, tà kiến giấy độc sanh tác thể, tất ma dương đó tại thể chủ quyền. Chánh kiến trừ tâm độc, tam độc có tâm yên, mà ma biến thì Phật thấy liền trước mắt. Đó là hôm ta chúng ta ý muốn nói là người tu chưa diệt được tam độc chúng. Cho nên từ đó trong pháp bảo đàn một lần nữa ngài nói rằng là ở trong pháp bảo đàn thầy nói bốn cái gia cấp: lòng từ bi là Quan Âm, lòng hỷ xả là Thế Chí, lòng năng tĩnh là Thích Ca, lòng bình đẳng chính trực là Di Đà. Bốn cái gia cấp đó đã có trong cái ngôi cấp của mình đã trong thời đây. Nhưng mà lòng nhân ngã là núi Tu Di, lòng tà dại là nước biển, lòng phiền não là sóng trào, lòng trần lao là phá cảnh, lòng độc hại là rồng dữ, lòng giả dối là quỷ thần, lòng tham sân là địa ngục, lòng mê si là súc sanh. Cho nên từ đó mấy cái tấm phàm này nó đều có khởi dậy. Mỗi khi chúng ta gặp chuyện rồi đó, chúng ta mới biết được lòng mình. Ai ai cũng đều nói rằng mình cũng hiền lắm, cũng ngon lắm, nhưng mà có gặp chuyện rồi mới biết được lòng của bác. Chuyện xảy ra, những chuyện gì đó nó tối ưu quan trọng, lúc bây giờ chúng ta mới thấy được lòng. Cho nên cái gì thấy cái chuyện của ông Trần Bá Lương khi xưa là đệ tử thứ nhất của ông Phủ Đa, nhưng mà khi tu rồi mấy chục năm rồi đó, nhưng mà đến cái ngày giờ mà ông thử cũng thử rồi, cái theo cô bác anh trên thì rất đài luôn. Quý vị còn nghe cái mẫu chuyện này rất đài luôn. Nhưng mà chưa, tôi có đọc qua mẫu chuyện mới sưu tầm sau này đó, thì có cái ông mà Thiện Nghĩa ông thuật lại cái mẫu chuyện này nó dễ rớt con cô bác anh em. Tôi nói tôi mà cũng chưa chắc được cho cái ông này. Bây giờ mình trở lại mình nói cái mẫu chuyện đi cho nó dễ nghe. Vậy là một hôm có Nguyễn Chi Diệp gặp người đột quy đầu tiên hết, mà gần gũi chỗ tổ đình. Sáng hôm nào cũng chạy xe đạp xuống đi nghe pháp đó. Bữa nọ cái ông nói với đức thầy xin phép đức thầy được ăn chay trường, thì thầy cho. Thầy nói ai không biết chứ ông cái căn duyên ông cũng là khá cao, nếu ông ăn chay được càng tốt thì ông mới là ăn chay trường. Vừa ăn chay trường mà vừa hành pháp ông tịnh độ đó, ông niệm Phật. Nhưng mà có bữa nọ thầy thử, thầy nói ông Bảy à, tôi cho phép ông ăn mặn đó ông Bảy. Cái lúc bây giờ ông Bảy trả lời sao cô bác anh chị em biết không? Thưa thầy, con đã quy y tam bảo rồi, thành ra mặc dù thầy cho phép chúng tôi không có dám, đã có cái lời nguyện trước ngôi tam bảo rồi, chúng tôi không bao giờ cãi nha cái lời nguyện đâu. Thầy nói ông có tin tôi là thầy ông không? Ông hỏi vậy đó, ông cùng gặn lại. Thì ông Nguyễn Chi Diệp thưa, đối với thầy thì con rất tin thầy là vị Phật,
nó tại sao ông tin tôi là Phật, tin tôi là thầy của ông mà tại sao tôi biểu ông cãi tôi cho phép ông mặn á. Vì vậy thấy cười rất đại không? Vậy đó mà ông bảy ông gượng lại ông trả lời một câu đặc biệt là: thưa thầy, hiện nay mặc dù là thầy của con thiệt, nhưng mà con nói với thầy là con đã quy y Tam Bảo, đã có lời nguyện rồi. Thầy có gửi con cách nào con cũng chịu, chứ thật ra con không bao giờ trái ý đổi lòng con đối với ngôi Tam Bảo. Chỉ nói như vậy thôi, cô bác ở trên là thầy cười liền, thì thật lên cái tiếng cười cười liền. Ông mà có cái ý chính như vậy nha, đặc biệt cứng rắn như vậy thì chắc là ông về trước tôi thôi, ông có về trước chờ đợi tôi nha, thấy không? Quý vị thấy vậy là rất đại. Thành ra cô bác ai cho em mình ráng mình tu rồi tu vậy à, có cái cuộc thử rồi mình ráng cố gắng được. Dặn thì thử lửa thử than, chuông kêu thử tiếng mà cái người ngoan thử lời, nó phải liều cái cuộc thử vậy chứ. Thôi thời giờ có hạn, vậy thì giờ đây chúng ta việc tu tập đánh một dấu gà dấu thành công hay không là đến cái thời gian cuối cùng của bác ấy. Đó, cho nên từ đó hôm nay thầy đã chừng lập hội biết ai còn mất giờ chưa phân, chưa biết chánh tập, hay là lập đời mới biết thấp cao, bây giờ thì chưa biết ai thao ai trì nghe. Bây giờ mình đang đi trên cái trường thi mà, nên từ đó thí sinh đáng làm bài gì đó làm thi thôi. Thi tả cảnh bồng lai tại thế, mãi chần chờ e trễ thì thi. Giờ đây là cái cuộc kỳ thi này, cái trường thi này là trường thi vô tử đó nha. Thế nên là bên trong à, ông Ba Thới nói là trường thi vô tử, dấu tâm thi tài, đố ai lập đặng sách ngoài, đậu câu trúng dẫn phép tài văn thơ. Kỳ thi này nó không có chữ, mà thi nó là thi trung tâm đó, không có bác. Phật thi đức, Đạo quốc thi văn, nhân tùng thi chánh, nhân đăng thi độc. Thi là thi cái đức à. Cho nên hôm nay là trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên ai nhiều phước đức cho Phật tài chẳng lượng giờ nghèo, ai nhiều phước đức thì được vào cái phải thiên cái gì. Thôi thời giờ có hạn, chúng tôi trình bày cái câu là: âu sầu bức giọng riêng than, sách dân chẳng sợ hùng nam cứ gần, lấy phần chú giải chú phần bình. Và đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà. Cũng cảm ơn mọi người, tưởng đâu nó hết rồi bảy ông mới mò ông lên đưa thêm đề tài nữa, bà con cũng gắng ngồi ủng hộ nha. Đưa lên hai câu: ngọc báu quý ẩn trong Nam Đỉnh, muốn tìm kim đáy biển gắn công. Vậy chứ ngọc báu quý mình ẩn trong Nam Đỉnh mà đỉnh nào với đỉnh nào, muốn tìm kim đáy biển gắn công mà kim nó nằm dưới đáy biển thì gắn công nào mà làm sao mà kiếm được cây kim nha. Thấy dễ không quý vị? Nếu dễ cho anh nào mất tay cái đề tài hôm nay đi, cho anh mượn đưa ra lấy cái kim mai đồ được coi sao. Mời anh, Nam Mô A Di Đà Phật. Hết chưa? Không có nữa, đưa nữa. Tôi cũng tranh thủ thời giờ lắm à. Tranh thủ thời giờ vậy đó là nó làm được mấy cái đề tài. Mà bây giờ ở đây thì nó ra cái phần nghi vấn. Theo cái sự quy định của ông cố vấn ngày xưa thì 20 phút, tối đa 25 phút. Thì mình tóm kết lại cái đề tài. Thì chúng tôi không có làm cái vấn đề dài dòng nữa, bởi vì nó có số đề tài nhiều mà mình đưa mình nói mình diễn mình quán diễn nhất là cục bộ theo cái vấn đề, mà theo cái lúc cục bộ cái đề tài cái gì giảng viên thuyết thì thôi hết thời giờ ra mình nói cái gì tắc tắc. Nói chung số bà con mình đã có cái kinh được giảng nhiều rồi thì thôi. Bây giờ hai câu của Lục Đạo nêu lên á: ngọc báu quý đã ẩn trong Nam Đỉnh, muốn tìm kim thì đáy biển gắn công. Thấy dân tình lúng những ước mong, gặp giống tốt đó, hãy mau cài cấy. Lẽ ra là 4 câu dế, 6 câu, 8 câu thì theo mệnh đề. Nhưng mà cái hai câu này nó nằm ở trong cái quyển là cái quyển Giác Đi Trong Kệ, quyển trư của Đức Thầy viết vào ngày 20 tháng 9 1939 tại Hòa Hảo, gồm có 846 câu à. Nằm đạo đưa ra có hai câu. Ý là học ngọc báu quý ẩn trong Nam Đỉnh, là ẩn Nam Đỉnh là đỉnh nào, là ở đâu, mà muốn tìm kim là đáy biển gắn công. Ai dưới đời có kim mò kim đáy biển cái nào đó, giờ nó nghe từ ngữ ai kim mà làm mà sao mò cho được cái đáy biển nó gặp. Cái này cũng dễ ý không đó, cô bác anh em đọc giảng thì nghe hay giảng giống như viên, cũng như cô đọc dân viên người đọc vậy. Nhưng mà hỏi ra đáy biển ở đâu thì là sao mình trả lời cái biển như cái biển Đông nè, cái biển Nam nè, cái chỉ vậy thôi chứ biết sao vậy. Nhưng mà thôi sẵn bây giờ nay chúng tôi trình bày cái đáy biển với cái chỗ là Nam Đỉnh là như thế nào đó, mời quý vị nghe kỹ nghe. Rồi còn gặp giáo lý viên thiết tình viên người ta nói đúng quý vị hãy thì để chúng ta cùng tìm tòi học hỏi thêm. Rồi thưa bây giờ ở trên ngọc là gì?
Chị Ngọc là một món máu quý của thời kỳ trước đây, ở trong thời kỳ Đông Châu Điệp Quốc, cũng như tất cả các chuyện đều nói. Khi xưa Du Triệu, khi xưa có cái viên ngọc bích. Cái viên ngọc này đâu có bác anh chị em à. Mỗi khi mà ông Lạng Cư Dư, dân lệnh của Đức Vua Triệu đó đến mà dâng cái cho vua Tần Thủy Hoàng xem cái viên ngọc đó. Mà khi được đến nơi rồi Lạng Cư Dư lãnh cái sứ mạng ra đi, cái đem viên ngọc cho ông Vua Triệu cũng sợ mất đi. Nói nếu hôm nay mà nhà ngươi đó đi thay mặt cho Tẩm mà đến dâng cái viên ngọc là cho Vua Tần, mà Vua Tần thấy cái này động động lòng tham thì cái nhân lấy rồi không có thương gì mình lấy lại. Nhưng mà Triệu Lãng Tư Dư thưa rằng hôm nay con dâng sắc lệnh của bệ hạ đã ra đi rồi đó, thì không bao giờ hạ thần để mất cái viên ngọc, bệ hạ yên tâm. Thì nói cho nó lại cô bác anh em, Lãng Tư Dư là một tay dân chương rất rõ ràng. Cho nên lúc đó ông được đến nơi rồi đó, nói cho nó lại là đến nơi dâng viên ngọc cho vua, nhưng mà gói ở trong cái miếng giấy hồng đơn á, cái miếng giấy đỏ ở trong cái hộp rất kín. Nhưng mà Lãng Tư Dư trước khi quỳ xuống đưa dâng cái viên ngọc cho bích cho vua Dân Trần Thủy Hoàng để mà xem á, thì muốn tâu về ạ, bởi vì đất nước của con nó rất tôn trọng cái viên ngọc này, cái người có hữu phước lắm mới thấy được cái viên ngọc này. Viên ngọc này là viên vật quý của cả nước, của thần dân. Nếu như bệ hạ muốn xem cái viên ngọc này thì bệ hạ phải y theo cái chuyện của hạ thần. Tấu trình đó là bệ hạ phải tắm gội ăn chay rồi mình làm đất đó, mới thấy được cái viên ngọc, mới cho thấy cái viên ngọc này. Còn nhưng mà bệ hạ không chịu làm y theo cái lời của hạ thần thì hạ thần thà là chịu chết tại đây, chứ hạ thần không có cho bệ hạ thấy cái viên ngọc đó. Thì quý vị thấy không? Cái ông Lạng Tư Dư dễ mà nói chuyện được. Nếu mà cái người nào đương đầu nói với vị Vua Tần mà lơ mơ là đã chết rồi. Thì ông Vua Tần suy nghĩ bây giờ mình giết nó thì mình là cái kẻ tiểu nhân. Mình lấy cái dùng áp lực mà quyền uy mà đi giết cái thằng này thì mới chịu hóa đồn rằng mình vì một vị vua nhỏ mọn muốn thấy cái viên ngọc mà trái lại giết một vị thần dân của nước Việt. Cho nên buộc lòng ông phải đi tắm gội rồi ông phải ăn chay. Quý vị thấy không, cái giá trị của ăn chay mình nổi nhiêu đó. Tôi nói cô bác anh em thông cảm, người ta muốn thấy cái viên ngọc người ta phải gội đầu rồi người ta phải ăn chay nữa. Thời từ xưa trong tâm có diễn trí trong đời trong việc đó. Còn bây giờ đó hả, cô bác anh chị em, cái quý của cái người mà thời này đó, mà quý vị chịu mà ăn chay rồi thì chịu là làm tất cả việc thiện đi ha, thì tôi nói thôi nó không còn có quý đầu cho bằng cô bác đó. Cho nên từ đó hôm nay chúng tôi đi đâu cũng vậy đó, cũng mà nói cái ý nghĩa của viên ngọc ngày xưa đó, mà người ta còn ăn chay vậy, còn mình ăn chay thời này đó, phải cần thấy viên ngọc mà thấy cái chỗ ngọc có quý ẩn trong năm đỉnh đây. Gần đây bây giờ cô bác anh chị em biết là hiện giờ thầy nói đó là về hai cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất là về sự. Hiện nay đó ông Đặng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm viết ở trong Kinh Thánh Chí đó, đã nói là Bắc Hữu Kim Thành Tráng, nhưng mà phía Nam mình là Nam Tạc Ngọc Bích Thạch. Miền Nam mình có cái viên ngọc đó, quý đó là gọi là Bích Thành Ngọc. Mà hiện giờ nó chưa có sức đầu lộ diện cô bác à. Ở bên Bắc nó có cái thành bằng vàng mà nó cứng rắn, nhưng mà chưa bằng được cái miền Nam chúng ta. Cho nên Đức Thầy viết cái đoạn trong cái bài Nang Thơ Cẩm Tú Phương Nam Rạng Ngọc Trói Loàn: Lưu ly hổ khách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trực mà quân cùng thần náo nức vui tươi. Liên qua đua nở nụ cười, rước tô dương đóng chào người cho tôi. Thế gian thoát xuống ngục tù, thành tiên hiệp mặt thì tù quá lâu đó cô bác. Quý vị đó, cho nên hôm nay Thầy dùng cái danh từ này, nó ngọc quá quý ẩn thâm năm đỉnh. Mà đỉnh là gì? Đỉnh là một cái chõm cao ở trên cái chốc núi của Thiên Cẩm Sa của bác. Miền Nam mình là có bảy núi mà ta kêu là cái chỗ là trên năm non rồng cũng tốt tươi, miền bảy núi mà sao có quý mà đó. Cho nên từ đó hôm nay nó gồm có bảy núi, mà cái núi nào ở đây? Cái núi Thiên Cẩm Sa, núi Cấm Liên Qua Sa, núi Tượng Anh Vũ Sa, núi Tép, Ngũ Hồ Sơn, núi Dài Lâm Diếm, Thủy Đài Sơn, núi Nước Ngoạ Long Sơn, núi Già và Phụng Hoàng Sơn, núi Tô, gồm có bảy núi này. Nhưng mà cái núi thứ nhất là Thiên Cẩm Sa, núi Cấm, cái núi đó đó cô bác anh cho em biết là nó chiều cao của nó là chỉ có 716 mét thôi. So cái núi Tây Tạng Hy Mã Lạp Sơn ở bên Tàu đó, Ấn Độ bên Tàu nó cô bác anh cho em à, là 8.800 mét. Nhưng mà cái núi này đó nó có cái ý nghĩa là sơn bất tại cao, hữu kim cách danh. Núi không cần núi cao, nhưng mà tại vì núi đó có tiên, các vị thần tiên đắc đạo vô số tại đó, cho nên từ cái chỗ núi nước núi dài đó
của bác anh chị em rất là khó. Cái dấu chân của các vị thành viên đắc đạo ẩn lại đó, một cái dấu sinh tiên từ ở bên giò trái qua cái bề mặt bên cái núi nước kia. Như vậy là hai cái chỗ này đó là hai cái chỗ của các vị thành viên đắc đạo để lại một cái dấu rằng hiện ngày đất nước vùng núi này đã có số người tu đắc đạo vô số đến đó. Cho nên từ đó mới có cái vấn đề mà sân bất tại cao hữu thiên các danh, núi không cần núi cao nhưng mà tại vì núi đâu có tiền. Thành ra từ đó hôm nay cô bác anh chị em mà ta chọn trên cái dòng núi mà cấm đó có ba cái chọn cao, một là dồ đầu, hai là dồ bà, ba là dồ thiên tế, bốn là dòng dồ bướm và năm là cái dồ bồ hông. Năm cái chọn cao này đó là đỉnh đó, đỉnh cao đó mà hiện nay nó cô bác anh chị em mà ngọc máu quý ẩn trong năm đỉnh. Thầy vừa nói giữa sự giữa lý đó, hiện nay người ta người sống trong khỏi thế gian này, chúng ta cái cao nhất ở trên đầu chúng ta là có một cái đỉnh đầu, mà đỉnh đầu của chúng ta là chỉ có trí tuệ thôi cô bác anh, trí tuệ mà người sống trong cuộc đời đó cô bác anh chị em. Nếu nói qua giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo thì thầy rốt thầy dạy hết rồi, nhưng mà có cái bài cúng đó, thầy dạy cái năm con nguyện mà con nguyện chót đó bà con vừa đọc lại rồi, ngũ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy từ bi xá tội, đệ tử tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Đúng, quý vị có đồng ý không? Cho đồng hóa tay đây. Dạ. Rốt cuộc sau cùng mà giải con người đó có giá trị nhất của trong cái sống là người được chúng ta có trí tuệ, là người đó có trí tuệ, có lối sống có thể nó là cao thượng hết. Quý vị ngày xưa đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni non tiết sang rú rừng thâm thẳm, đem thân thầm để tầm đạo siêu sinh, đến ngày nay còn rạng lấy danh mà cấp bốn biển để chân lành sùng bái là do đâu? Là ngày do đã tầm được trí tuệ rồi đó, các bạn trí tuệ. Cho nên từ đó hôm nay đó Đức Thầy đưa ra cái vấn đề cái chương trình mà cái người tu đó muốn phát sanh trí tuệ thì chúng ta phải tu theo pháp của Đức Thầy dạy cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Người tu hành muốn mở mang trí tuệ cần phải tìm phương pháp diệt vô minh, nhưng muốn diệt vô minh trước phải điều luyện một cái tinh thần cái mạnh mẽ đặng tự lập một con đường rõ ràng duy nhất mối đạo mà mình đang học hay sẽ học, để đó mà làm quân mục để bài trừ những thành kiến nha, cố chấp thói quen sự chần chờ lòng ham muốn tánh kiêu ngạo tật đố dẹp hiểm vô nịnh ích kỷ tâm tư và sự mê đắm trong bảy dục trung tình, sự phiền não nó làm tôi rối loạn khỏi lòng nên bài trừ rồi tất trí huệ mở mang vậy. Đó là phương pháp của Đức Thầy đưa ra thứ nhất. Bây giờ cái thứ hai Đức Thầy đưa ra trong phần chánh định của Đức Thầy đưa đó là nếu con người không chịu tìm hiểu ngoài kiếp phù du của trần thế còn có cái gì không di không dịch vĩnh viễn trường tồn. Nếu ta lấy sự thiền định mà phá tan mà ô minh che phủ thì ta sẽ thấy rằng cảnh giới con người hết buồn hết khổ hết quả báo luân hồi. Và sau khi ta dùng sự chánh định mà phá tan các lần sống thị dục lôi cuốn ta vào nẻo tà, tâm ta chẳng còn sao động, trí ta tỏ rạng tự tăng rầm, một màu sáng suốt không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tiệt hết các sự phòng trần mà lần bước đi đến cõi giải thoát. Đó là một trong các chánh đạo. Nhưng mà chưa đến cái môn hoàng diệt của Đức Thầy đưa ra là ta cứ theo con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, là giữ tâm thanh tịnh làm việc nhân từ, giữ tâm thanh tịnh là tu huệ, làm việc nhân từ là tu phước, không lòng hờn giận chẳng giả các danh, chuyên tâm niệm Phật là tu huệ, mà dứt thế độ đời là tu phước, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang khỏi lòng sáng suốt thì màn vô minh sẽ bị diệt. Mà hãy vô minh bị diệt thì hành diệt, hành diệt thức, diệt thức, diệt chánh sắc, diệt chánh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc động diệt, xúc động diệt thì thọ cảm diệt, thọ cảm diệt thì ái diệt, ái diệt bảo thủ diệt, bảo thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt lão hữu diệt, ấy là giải thoát diệt. Để đồng ý không? Phải tạo cái tay. Vì tại ba cái phương pháp vừa rồi đó, rõ ràng ngọc có quý ẩn trong năm đỉnh, còn ẩn ở trong cái đầu của mình đây nè, ẩn giờ trong cái xác thân của con người đây nè. Cho nên từ đó chúng ta muốn tìm vấn đề một cái ngọc có thì chúng ta phải tu theo pháp môn của Đức Thầy đưa ra trong ba điều mà chúng tôi đã đưa ra vừa rồi đó. Dạ, phát thanh được, tìm được cái ngọc quá quý đó ở trong năm đỉnh đó. Đó chính là dự lý đó. Bây giờ tới cái thứ hai đó là muốn tìm kim thì đáy biển tấn công. Cô bác anh chị em, biển mà mình mò kim có ai mà đuổi đâu, nhưng mà ở đây thầy nói dự lý đó. Giờ đây chúng ta muốn trở về cái cảnh giới cực lạc kia thì chúng ta phải đem cái sức lòng thành khẩn của trong tâm não của chúng ta đây. Trong kinh cổ đức có kể là thành tâm sở khí kim thạch dị khai. Cái sức thành tâm thẩn giới con người có thể có công năng chẻ núi phá vàng đến đó. Cho nên từ đó hôm nay đó là chúng ta muốn trở lại thành một cái người Phật tử thì ở một nơi nào chúng ta cũng nguyện giới cái cảnh giới Tây Phương.
Tuy đằng xa mười muôn nước Phật độ, nhưng ở Đức Phật sẽ cảm quá liền, đã biết được cái chuyện của mình rồi. Bằng chứng là cô bác anh cha mà ngày xưa tại Sà No xuống đũa có ông bảy này ông quy y, nhưng mà ông quy y rồi đó vào cái ngày rằm tháng năm đó, ông coi trong tôn chỉ tự quy y chứ không ai làm chứng cho ông, mà cũng không gặp thầy, dở dối đồng quán thì lúc đơn quy y ông thọ, ông thượng ban ngôi thờ rồi ông quy y đi. Một bữa nọ đó ông cũng tin chưa chắc được, bây giờ không có thầy chứng nó làm sao. Trên một bữa nọ đó thầy điều khiến ông về ở Mỹ Hội Đông, thì ông ghé vô đó, ông nói sẵn dịp này thôi mình cũng gặp thầy đây, thôi giờ đến nơi để hỏi thầy xin phép quy y, bởi vì có thầy chứng tại cái trước mặt mình mới chắc ăn, còn cái mà không có thầy mình quy y không có ai chứng trơn hết nghe, không biết được thầy chứng hay không rồi. Thành ra ông mới ghé vô Mỹ Hội Đông, vừa đến nơi kính thầy rồi đó, xin phép thầy cho con được quy y. Thì thầy nói ông bảy à, ông quy y gì mà nhiều dữ vậy, tôi đã chứng cho ông mấy ngày quy y ngày rằm, cái ngày rằm là tháng năm rồi, ông chứng á quy y thượng ngôi tam bảo vào lúc 12 giờ trưa, tôi đã chứng minh cho ông rồi. Ông quy y gì mà quy y nhiều quá vậy ông bảy? Thầy cô bác anh em thấy à, thầy ở một nơi mà ngài có cái tham tâm thông cô bác anh em à, và biết được tất cả những sự việc. Bằng chứng trong kinh cổ Phật khi xưa đó, thì cái bà Di Đề Hy, bà Di Đề Hy đó là vợ của vua Tần Bà Sa La, sau khi có con đó thì lúc bây giờ thái tử đó là rất là ngỗ nghịch, bắt vua cha Tần Bà Sa La giam vòng một, rồi A Xà Thế lúc bây giờ đó giam vòng một xong rồi đó mới bắt cái người mẹ cái bà hoàng hậu đó mạo hiểm bận áo bên ngoài đó từng bảy lớp và năm lớp bảy lớp thì nó mới đem lương thực cho vua, vì thấy con mình bất hiếu cha mà ông bỏ đói vậy đó, thương tình của người chồng cho nên giả mạo trang bên ngoài mặc áo một quần rồi mới là đem lương thực cho vua, cho nên vì sao phát hiện sao không biết được là vua A Xà Thế một lòng nó bắt hoàng hậu ở trong cái tù luôn, ở tù chung với ông vua Tần Bà Sa La luôn, vì cái nỗi khổ đau bất hiếu của đứa con. Và Di Đề Hy nó qua về cái hướng Kỳ Sầu Hoàng của Đức Phật mà quỳ xuống làm lễ thành kính một cách chí tâm. Hôm nay đó con của con nó yếu vô cùng, nó bắt cha của nó mà nó nhốt rồi đó, con còn đem lương thực tới mà con cũng bị luôn, bây giờ nhờ Đức Phật làm thế nào cho con được bớt cái cảnh đau khổ thế này, chứ cái cảnh đau khổ truyền miên vậy con không sao chịu nổi. Nếu cái sức thành tâm của bà Di Đề Hy, cho nên từ đó Đức Phật cảm thông và biết được cái tâm nạm của tâm tạng của cái bà Di Đề Hy đi, cho nên Đức Phật mới hiện trên cái bầu trời đó mười phương chư Phật để cho bà tự chọn một cái cảnh giới Phật nào. Thì sau khi hiện được cái cảnh giới A Di Đà, cái cảnh Tây Phương Cực Lạc đó, thì bà chọn được cảnh giới đó, cho nên Đức Phật mới khuyên bà nên ráng cố gắng niệm Phật. Niệm Phật thì bao nhiêu cái thành rầu buồn cũng nhờ cái phương pháp niệm Phật này bà hết đi. Niệm chữ A Di Đà lòng sầu, ráng trì kinh kệ hoặc mau lâu, cũng có ngày kia ta giải thoát, giải thoát thì ta rõ đạo màu. Lòng khuyên dân chẳng nể dáng dài, khuyên bổn đạo giải khay niệm Phật, giải khay tức là buồn đó. Cây khô tứ nước đâm chồi, người sầu tưởng thật mấy sầu nó cũng thôi. Cho nên từ đó hôm nay các cô bác anh chị em bà mới y lời Đức Phật dạy, bắt đầu gọi chuyên tâm niệm Phật. Nhờ sức thành tâm niệm Phật sao không biết, mà thành ra từ đó ông A Xà Thế Thế Tử nó bắt đầu mới là tới nơi sám hối cùng với cha mẹ, hiện giờ con hiểu lầm. Cho nên từ đó mong cha mẹ tha thứ cái lỗi có thiếu cho con, và xin con được rước cha mẹ trở về. Từ đó cô bác anh chị em nhờ đó là nhập cái phương pháp niệm Phật chí thành, cho nên cái lòng của mình đã hết lòng hết dạ, cho nên thầy mới dùng cái danh từ là muốn tìm kim đáy biển gắn công, cái quý báo là kim là vàng một trong bảy báo, thì phải trở lại hết lòng thành kính, và đồng thời cái người tu phải vậy, phải đem sức thành tâm đó để mà kết quả cho cái đời mạng mình tu tập đó. Cho nên từ đó hôm nay chúng tôi trình bày theo cái ý của đạo, vậy thì ngọc báo quý ẩn trong năm định, muốn tìm kim đáy biển gắn công, hai câu rồi chúng tôi lấy các bạn chú giải thiếu một mình, và đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi thời giờ có hạn, có lẽ là cũng 8 giờ 8 giờ mấy rồi, thì chúng tôi trình bày ý là tranh thủ thời gian, thì gặp lại với cái số cô bác anh chị mình, thì chúng tôi rất vui mừng giờ đây mặc dù là ít nhưng mà quý hộ kinh nó bất quý hộ ra ít, mà chúng ta có cái chất lượng hơn là nhiều mà không có chất lượng. Tâm tình trao đổi, chúng ta hẹn lại ngày mai. Giờ đây có chúc quý vị được có cái chỗ ăn giấc ngủ nồng nàn, và đồng thời chúng ta tiến hành trong cái ngày mai đó, chúng ta gặp lại trong cái bữa mà chánh lễ của 18 tháng 5 cùng nhau gặp lại để rồi chúng ta tâm tình thêm, và đồng thời cầu chúc cho quý vị được đạt thành sở nguyện, và đồng thời
sống trong cuộc đời y theo giáo lý của Đức Thầy là sống làm sao dạng chữ tu mi, rồi sống dùng giấy đó râu mài năm tử, vậy thì sống khỏe, thì sống vui, chúng ta sống cuộc đời an lạc cho đến cái ngày giờ chúng ta mãn kiếp hồng trần sanh lộc quốc hưởng công niệm Phật rất an lành. Đến đây chương trình xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.